Rồi ơi, cái sơ đồ cá nhân này. Rồi vẽ hình luôn, có vẽ hình luôn nha em nha. Đây. Em nói đi, cái sơ đồ này anh nhìn vô giống như đám rừng vậy đó. Đây ai đây? Dạ đấy là em. Dạ thực ra thì đây là những cái tính cách của cô ấy. Còn bên này là tính cách của em. Thì thực sự rằng là hai người mới cái tính cách rất là trái ngược nhau. Một bên là bóng tối, bên là ánh sáng. Tức là cô này cái gì cũng show up ra Facebook hết. Dạ, còn ông là trên Facebook không có một cái gì cả, đúng không dạ. Đúng rồi chị, đúng đó. Rồi, đó cô. Cho nên hắn ta là bóng tối đó chị. Đây là cái người đàn ông này á, là họ làm việc gì là họ có kế hoạch rất là chi tiết, kể cả việc cô gái. Đây nè chứ. Đây là ông tính công cái cách mà ông ấy dùng sao nè. Dùng từ mình thấy nó cũng hay nữa. Khơi gợi sự ham hố. Mở ngoặt tiếp cận. Đây, có bằng chứng hết đây. Mở ngoặt tiếp cận. Nổi dịch không? Đó. Rồi bây giờ quay trở lại đến câu chuyện mua bánh. Là em mua bánh online hay là em đến em gặp thẳng cổ đây mua bánh? Thực ra là em mua bánh online. Nhưng mà sau khi mà em mua bánh á, thì theo kế hoạch là em sẽ không tới lấy bánh. Mục đích để làm gì? Thì để trêu tức. Chọc tức chơi đúng không? Tính kiêu kỳ. Nhưng mà cô tức quá, cô chửi quá, thành ra đành phải đến lấy. Lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ lần đầu tiên luôn. Là em thấy ảnh thì em có ấn tượng gì về ảnh này? Thì đợt đó lần đầu tiên em gặp ảnh là nói thật sự là em cũng không coi ra gì hết. Là ảnh rất là bầm sòm, ngồi thì giống như cái ướt nhẹp vậy nè, sơn nước này nọ tùm lum, giống như là một người thợ xi xây vậy đó. Mà đã vậy còn hôi nước. Thôi em đến gần em thấy ngay cái mùi nó hôi mà kiểu như là lâu ngày không được tắm cái gì đó. Xong thế là em giao bánh cho, xong mà em lấy tiền xong em quay vô nhà một nước luôn. Tức là khổ cái cô này, cô lại biết chăm sóc khách hàng. Sau khi mà ấy xong rồi thì cô mới nhắn tin hỏi thăm là bánh có ngon hay không. Sao em có khen không? Không, em chê luôn. Em chê là bánh quá dở. Rồi em nhận được cái tin đó sao? Em tốt, tại vì em biết không dở là em mới biết là cái chiêu trò của ông này rồi. Tới lúc đó là em biết luôn là ổng tiếp cận mình thôi. Đến lúc nào thì mới bắt đầu em có một cái suy nghĩ khác về ảnh? Đợt đó là em đi ăn nhà hàng. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, em chào toàn bộ khán giả. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Lê Tiến Anh. Dạ, em năm nay là 31 tuổi ạ. Em đang là kiến trúc sư. Và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tiếng Anh. Còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trang, em cũng là kiến trúc sư mà em làm bên nội thất. Dạ. Hai vợ chồng kiến trúc sư luôn. Trời ơi. Dạ. Em cũng là 31 tuổi luôn hay sao? Dạ không, em 29 ạ. 29 tuổi nhưng mà là học chung trường đúng không? Dạ, cùng trường. Như vậy là tình cảm của các em nó bắt đầu từ môi trường kiến trúc đúng không? Anh đón. Dạ không phải. Thôi giờ nói luôn đi. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Thực ra là hai tụi em là có học chung trường. Nhưng mà em thì có follow trên cái Facebook của Trang. Nhưng mà thực sự ra tụi em cũng không có biết nhau. Có một lần là em thấy là Trang thức khuya. Thế là em mới nhắn tin. Em mới hỏi là ủa sao thức khuya? Với lại Trang thì là nấu đồ ăn với lại làm bánh rất là ngon. Thế là em mới bảo hỏi là thức khuya với làm bánh á, nó có liên quan gì với nhau không? Thế là Trang mới trả lời rất lạnh lùng luôn là không. Và không nhắn thêm cho em một cái tin nhắn nào. Một chữ không, một cái không do vậy thôi. Trơ luôn. Trơ luôn. Thì thế là từ đấy là em mới tức. Em mới bảo là phải cua cho cô này cho bằng được. Lúc đó là em không thích ảnh này sao? Em thì ở trên Facebook á, là em cũng hay show up bản thân. Nghĩa là mình con gái mình cũng hay thích khoe cái này khoe cái kia. Còn anh Tiến Anh thì ảnh là em không biết ảnh là ai hết. Mà ảnh cứ hay like Facebook em. Cái đợt mà lúc mà tụi em thật sự là biết nhau á, là cái đợt tụi ảnh mua bánh trung thu của em. Tại vì đợt đó là dạ em làm bánh trung thu em bán. Mà em bán nguyên cái trường kiến trúc luôn. Đến cái lúc em mua bánh trung thu của cổ, có phải là em chẳng qua là mua bánh là để mà cho có dịp để mà tiếp cận với cổ? Đúng là như thế ạ. Tại vì thực sự ra là em có lập một cái bản kế hoạch rất là dài và em cũng có mang đây luôn. Em cứ mở đi, em cứ mở em coi cái sơ đồ. Rồi ơi, cái sơ đồ cá nhân nè. Rồi ơi, vẽ hình luôn, có vẽ hình luôn nha em nha. Đây. Em nói đi, cái sơ đồ này anh nhìn vô giống như đám rừng vậy đó. Đây ai đây? Dạ đấy là em. Dạ thực ra thì đây là những cái tính cách của cô ấy. Còn bên này là tính cách của em. Thì thực sự ra là hai người mới cái tính cách rất là trái ngược nhau. Một bên là bóng tối, bên là ánh sáng. Tức là cô này cái gì cũng show up ra Facebook hết. Còn ông là trên Facebook không có một cái gì cả, đúng không chị? Đúng rồi chị, đúng rồi đó cô. Cho nên hắn ta là bóng tối đó chị. Đây là cái người đàn ông này á, là họ làm việc gì là họ có kế hoạch rất là chi tiết, kể cả việc cô gái. Đây nè chứ. Đây là ông tính công cái cách mà ông ấy dùng từ. Dùng từ mình thấy nó cũng hay nữa. Khơi gợi sự ham hố. mở ngoặt tiếp cận, đây có bằng chứng hết đây, mở ngoặt tiếp cận nổi dạ. Không đó. Rồi bây giờ quay trở lại đến câu chuyện mua bánh, là em mua bánh online hay là em đến em gặp thẳng Cổ để mua bánh? Thực ra là em mua bánh online, nhưng mà sau khi mà em mua bánh á thì theo kế hoạch là em sẽ không tới lấy bánh. Mục đích để làm gì? Thì để trêu tức, chọc tức. Tại vì là tính kiêu kỳ, nhưng mà cô tức quá, cô chửi quá, thành ra đành phải đến lấy. Lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ, lần đầu tiên luôn là em thấy ảnh rồi. Em có ấn tượng gì về dạ. Anh này? Thì đợt đó lần đầu tiên em gặp ảnh là nói thật sự là em cũng không coi ra gì hết. Là ảnh rất là bồng xòm, ngồi thì giống như cái ướt nhem ướt nhẹp vậy nè, sơn nước này nọ tùm lum, giống như là một người thợ xi xây vậy đó. Mà đã vậy còn hôi nước. Ôi, em đến gần em thấy ngay cái mùi nó hôi hôi mà kiểu như là lâu ngày không được tắm cái gì đó. Xong thế là em giao bánh cho, xong mà em lấy tiền xong em quay vô nhà một nước luôn. Tức là khổ cái cô này, cô lại biết chăm sóc khách hàng. Sau khi mà ấy xong rồi thì cô mới nhắn tin hỏi thăm là bánh có ngon hay không. Sao em có khen không? Không, em chê luôn, em chê là bánh quá dở. Rồi dạ, em nhận được cái tin đó sao? Em tốt, tại vì em biết nó không dở là em mới biết là cái chiêu trò của ông này rồi. Tới lúc đó là em biết luôn là ổng tiếp cận mình thôi. Đến lúc nào thì mới bắt đầu em có một cái suy nghĩ khác về ảnh? Đợt đó là em đi ăn nhà hàng với đối tác thôi, cũng trong khu Thủ Đức, cũng gần nhà nhau. Thật ra là nhà ảnh với nhà em cách nhau có khoảng 15 phút thôi, 10-15 phút thôi. Là lúc đó em buồn, thật sự em cũng đang có chuyện buồn. Cái anh này là ảnh bị một cái là ảnh rất là biết lắng nghe. Thì em mới gọi ảnh ra, thì em mới nói là giờ đi cà phê đi, là tôi đang ở quán này, giờ cậu qua cái quán kế bên đi. Là cái quán kế bên thì em mới đi bộ qua, thì em gặp ảnh. Cái xong là hôm đó là trời cũng mưa. Đợt đó là ra gặp thì em mới nói, em cứ ngồi nói chuyện nhau cũng cà khịa nhau vậy. Xong tự nhiên em đứng lên, em mới nói là thôi tôi đi về. Ổng kéo tay là em hôn em, giờ hôn lên má, hôn lên má thôi. Em mới đánh cho một cái, em xô ra, rồi em mới đi về. Em mới về nhà em, thì em đang đi về nhà là trời đổ mưa rất là to. Tự nhiên em tội nghiệp anh này. Tội nghiệp ở đây là thật sự là anh nói này là nhà ảnh đó là rất là sụp xệ. Ba mẹ ảnh bán hàng ngoài chợ, bán hàng trái cây ngoài chợ, rồi làm việc nhà cho người ta. Nghĩ tới tự nhiên tội nghiệp dạ, đúng không? Nghĩ tới tự nhiên đi, lúc đó quen em là như đi chiếc quay cà tàn hay chiếc gì đó, chiếc xe cà tàn lắm. Giống như là thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt. Đúng rồi. Rồi cái xong em về tới nhà là lúc đó lòng mình nặng trĩu lắm. Mình cảm thấy như là ủa chị không lẽ mình thương ông này thiệt ta, tự nhiên nghĩ ông này hoài. Thế là em mới về, em mới nhắn như vậy là trời mưa đó, về nhà cẩn thận, rồi nhớ ủ ấm này nọ, coi chừng bệnh. Nhận được cái tin nhắn là biết là hình như là cái chiêu của mình thành công rồi đúng không? Dạ, thực sự ra lúc đó là em hoàn toàn tự tin luôn. Chắc chắn lúc đó là em có thể dự tính rằng là cái cơ hội để thành công trong kế hoạch là tới 70%. Coi như sau đó hai đứa là yêu nhau, là mọi thứ suôn sẻ hết, đã đúng kế hoạch của em rồi. Là bao lâu thì cưới? Dạ, thực ra đúng thì tháng 5 ấy, bản thân em là cũng làm việc theo kế hoạch. Thực ra là em khi em đến em gặp bố vợ của em á, em nói là thưa chú tháng 5 này con sẽ cưới con gái chú. Rồi bố nói sao? Bố không nói gì. Tức là lúc đó là vẫn đang tìm hiểu nhau, chưa hề là yêu nhau luôn, chưa hề là có thể là có tình cảm rồi nhưng mà chưa hề chính thức. Con quen cái thằng đó hả? Cái thằng đó nó láo quá, nó dám nói với bố là tháng 5 này con cưới con gái chú. Nhưng mà giờ chị hỏi là cái kế hoạch có đúng tháng 5 cưới không? Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em lấy nhau được 1 năm hơn 4 tháng. Là đã có em bé rồi đúng không? Dạ có em bé. Rồi bây giờ lấy nhau về rồi ảnh còn lòi ra cái tật gì nữa không? Giờ tật xấu gì nữa nè? Tật xấu hả? Tật xấu thì là ví dụ như là về tính cách nè, về nóng tính không? Nóng tính khủng khiếp. Có bừa bộn không? Dạ bừa bộn. Có ở dơ nữa không? Dạ ở dơ cũng còn. Vẫn còn ở dơ đúng không? Nhưng mà có một cái tính này rất là xấu luôn. Đó là xấu với em. Em thích là nấu ăn. Mỗi lần em nấu ăn xong á là em ngồi em hóng. Em hóng có khen mình không? Trời đồ ăn hôm nay em nấu ngon quá, tức nghĩa là mình khơi dậy cho ổng luôn. Ông ăn một mạch ngồi cầm YouTube coi mấy cái chương trình mà YouTube gì nọ đó. Thế là hả, mình ngồi mình chờ coi khen không, ăn xong hết rồi cũng không biết mình ăn cái gì. Tức lắm mà rất là nhiều lần không khen mình. Đó chỉ là một phương tiện đúng không? Đồ ăn chỉ là một phương tiện để làm đầy bao tử thôi chứ không phải là để thưởng thức. Rất là thờ ơ và rất là vô tâm. Nè, đây có phải là một người đàn ông lãng mạn hay không? Em cưới đây em mới thấy lãng xẹt á. Thì độ lãng xẹt cũng khiếp. Trời ơi, hồi trước là em mơ lắm, em mơ mộng lắm, tại vì những cái chiến lược đó đưa ra là mình cảm thấy như là mình giống như là mình thật là nhỏ bé, mình thật là được một cái người đó rất là chú tâm vô mình. Nhưng mà tới hồi cưới về thì lúc nãy mình mơ, mà mình mơ lãng mạn lắm, điển hình như ổng nói em là cưới xong là anh sẽ cho em đi châu Âu, xong rồi đi Madrid, xong rồi hoặc là đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Rồi đi được bao nhiêu rồi? Tới bây giờ là Vũng Tàu em còn chưa được đi. Tới bây giờ chưa được đi. 1 năm 5 tháng rồi mà chưa đi, có lại dạ, chưa được đi. Có em bé đó bởi vì ra gì đó. Dạ, thôi từ từ sẽ đi nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Cô ấy thì có tật xấu gì không? Cô ấy thì rất là thích nấu ăn, nhưng mà nấu ăn ra sau nấu cho đã xong rồi á, bắt người khác dọn thôi mà. Chỉ có nấu thôi, không có dọn. Mà em là người dọn đúng không? Vâng, em rồi bố mẹ đều phải dọn hết cho cô. Rồi đôi khi có một cái công việc gì đó là bắt đầu là đem họ hàng, mọi thứ cái công việc cũ, cái chuyện cũ ra để mà nhắc lại, mà nói rất dai. Nói ngày này qua tháng nọ luôn. Lèm bèm không? Lèm bèm lắm, rất là mệt mỏi. Rồi còn gì nữa? Vâng, em rất là dữ, dạ, rất dữ. Chị thấy là em chiều dữ lắm đó, đúng không? Thực ra thì lúc đầu đúng là em chiều thật. Ừ. Nhưng mà càng về sau này thì em lại càng phải bớt không chiều nữa. Bây giờ em còn mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em chỉ mong muốn ảnh là quan tâm nhiều đến em hơn và khen em nhiều hơn. Chồng em không hề khen em. Bây giờ không cần khen để có động lực đúng không? Dạ đúng rồi, phải khen em. Còn em thì sao? Em mong giờ em thay đổi gì? Thực ra thì em cũng mong là vợ bớt dữ đi tí. Bớt dữ hiền lại. Vậy là dữ quá đúng không? Dạ. Đó bây giờ nè, bây giờ khen mà đi. Bớt dữ đi chứ, bớt dữ đi người ta mới khen. Tại vì bớt dữ đi á là lúc đó cái người kia họ sẽ ổn định về thần kinh. Nhưng mình dữ quá là cái thần kinh họ không có ổn định được. Họ luôn luôn họ suy nghĩ là không biết lúc nào là bà nổi cơn, bà dữ lên đây, hoặc mình làm cái điều này là có vừa ý cổ không. Bây giờ bớt dữ đi cho cái đầu của anh xả ra, anh xả ra các neuron thần kinh bắt đầu giãn ra. Khi thoải mái thì tự nhiên nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu hết. Ồ trời, hôm nay vợ nấu cơm ngon vậy, nay thế này thế nọ đúng không? Đó bây giờ anh muốn là nè, nhân hôm nay em có nói một điều gì đó với vợ mình được hay không? Thì hôm nay là cũng không có một cái kế hoạch gì, nhưng mà em cũng sẽ nói với vợ em một cái câu là thôi bây giờ mình đứng lên nói cái đi. Dạ. Dễ thương hơn không? Vợ chồng mình cũng lấy nhau được một cái thời gian rồi. Thành ra là anh cũng rất mong muốn rằng là anh sẽ là cái điểm tựa và là một cái trái tim thứ hai ở bên cạnh em, cho vợ chồng mình á cứ mãi mãi bên cạnh nhau, rồi bên cạnh cu cơm như là cái ngày đầu tiên vậy. Và anh cảm ơn em là đến với cuộc đời của anh. Em cũng cảm ơn anh đã đến cuộc đời em, là đã sửa cho em rất là nhiều, tức là sửa con người em rất là nhiều. Và sắp tới là những cái chặng đường sắp tới là em muốn là cho dù có khó khăn hay có những cái vui sướng gì đó thì mình cũng đồng hành cùng với nhau để mà mình chia sẻ với nhau. Là mình cùng hưởng hết ha. Trời ơi, dễ thương. Trời. Không có trong kế hoạch nha. Dạ, dạ phải đến với tự nhiên. Dạ. Chúc cho các em mãi mãi yêu thương và hạnh phúc như thế này. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh.